Cả đời này có mấy anh em và ai hiểu bạn như là tôi đây. Hiểu được bạn buồn hay đang vui, cứ im lặng thôi không cần phải nói. Đoạn đường mình gắn bó bên nhau, nhìn lại chớp mắt không ngờ quá mau. Lòng thầm vui bởi giờ chúng ta một lòng chân quý nhau. Thế gian này lớn lao, anh em ta vùng vây dựa vào nhau, gian khó ta đâu xa gì. Dù ngày mai như thế nào, dù trời cao biến rộng thế nào, tình anh em vẫn nguyên vẹn, một lòng ghi sâu. Mình sinh ra từ đâu, khó khăn hay giàu sang, ta mỗi người khác nhau, nhưng gặp nhau giữa đời duyên trời mới biết nhau. Tình anh em năm sau có ra sao thì vẫn mãi mãi luôn như vậy, là anh em kiếp này xin vẫn gặp lại kiếp sau. Cả đời này có mấy anh em, ai sẽ hiểu bạn như là tôi đây. Hiểu được bạn buồn hay đang vui, cứ im lặng thôi không cần phải nói. Đoạn đường mình gắn bó bên nhau, nhìn lại chớp mắt không ngờ quá mau. Lòng thầm vui bởi giờ chúng ta một lòng chân quý nhau. Thế gian này lớn lao, anh em ta vùng vây dựa vào nhau, gian khó ta đâu xa gì. Dù ngày mai như thế nào, dù trời cao biến rộng thế nào, tình anh em vẫn nguyên vẹn, một lòng đi sâu. Mình sinh ra từ đâu, khó khăn hay giàu sang, ta mỗi người khác nhau, nhưng gặp nhau giữa đời duyên trời mới biết nhau. Sao thì vẫn mãi mãi luôn như vậy, là anh em kiếp này xin vẫn gặp lại kiếp sau. Từ Bắc vô Nam đôi liền nằm tay, ta đi từ Đông Hoa
trong ngày mới. Thành phố nông thôn xa vời vợi, người chết nối liên thiên vào đời và nụ cười nở trên môi. Trong ngày mới, thành phố nơi thôn xa vời vợi, người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi. Đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh, vào đời bằng tiếng hát chân thành nhớ không anh, nghĩ gì là xa cách. Thời gian thấm thoát thôi đưa tuổi thơ âu còn đâu nữa. Mỗi người một xa xôi càng thêm nhớ, nhớ thương thương nhớ khôn lường. Giờ còn một bóng với trọn niềm ước mong, biển biệt một bóng đêm từng cơn gió đông. Anh nhớ tôi mong khi lá thu vàng bao lần rơi ai biết. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Đường ai nấy đi, hai người hai lối biết thương nhau mà thôi. Âu thơ đi về đâu, để mưa hay mùa ngâu. Mãi anh ơi, mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng qua rồi. Niềm ước mong biển biệt một bóng đêm từng cơn gió đông. Anh nhớ tôi mong khi lá thu vàng bao lần rơi. Anh biết không, tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Đường ai nấy đi, hai người hai lối biết thương nhau mà thôi. Âu thơ đi về đâu, để mưa hay mùa ngâu. Lòng mình thì muốn níu ân tình mãi anh ơi, mà đời là suối nước vô
vô tình bên em trôi, tiếc gì cũng qua rồi. Mà đời là suối nước vô tình bên em trôi, tiếc gì cũng qua rồi. Mà đời là suối nước vô tình bên em trôi. Đơn sơ chiếc cầu tre nhỏ bé nghiêng nghiêng một cành khế, ôi giếng nước quê hương, ôi giếng nước thân thương, nước gương trong xanh mát bao năm rồi xa cách đồng mãi tâm hồn tôi. Vẫn trong xanh mãi như tình tôi người ơi. Chiều nay riêng bên tôi thầm thì bao kỷ niệm, cành khế đầy hoa tím trong một chiều hoàng hôn. Bao người đã lớn khôn, bao người còn thơ dại, riêng quê mình xanh mãi tắm mát cả đời tôi như dòng sông em trôi. Ôi một thời thơ trẻ nửa đời về quê mẹ, còn trong xanh mát bao năm rồi xa cách đong mãi tâm hồn tôi. Bao người đã đi xa, bao người còn ở lại, riêng vẫn trong xanh mãi như tình tôi người ơi. Chiều nay riêng bên tôi thầm thì bao kỷ niệm, cành khế đầy hoa tím trong một chiều hoàng hôn. Bao người đã lớn khôn, bao người còn thơ dại, riêng quê mình xanh mãi
đưa đời về quê mẹ. Còn em về đâu? Ôi một thời thơ trẻ, nửa đời về quê mẹ. Còn chúng tôi là Giáp Tý, chúng tôi là Giáp Tý, chúng tôi là 1984, chúng tôi là 1984. Sự hiện diện của toàn thể quý vị khách quý, cùng với đó là các anh chị em trong thành viên của hội đồng niên 1984. Chúng ta đang có mặt tại khán phòng ngày hôm nay để cùng tham dự một chương trình, một sự kiện vô cùng quan trọng. Đó chính là chương trình thành lập hội đồng niên 1984 của thôn Hòa Thôn, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Và thưa quý vị thân mến, lời nói đầu tiên thì cho phép MC Huyền Trang, người dẫn dắt chương trình, đến từ Trung tâm Tổ chức Sự kiện Cung cấp Nhân sự Mạnh Chiến, xin phép được thay mặt cho ban tổ chức gửi tới toàn thể quý vị một lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Xin được gửi lời cảm tạ tới tấm lòng nhiệt thành của toàn thể quý vị khách quý. Cùng với đó là các thành viên trong hội 1984, chúng ta cũng đã sắp xếp công việc và thời gian bộn bề, dành tình cảm yêu ái với sự kiện hôm nay. Để ngày hôm nay, sự hiện diện của toàn thể quý vị chính là món quà ý nghĩa để dành tặng cho sự kiện hôm nay. Và thưa quý vị thân mến, cho phép những người làm chương trình xin được kính chúc cho toàn thể quý vị, chúng ta sẽ luôn luôn dồi dào sức khỏe, gia đình an khang và thịnh vượng. Thưa quý vị kính mến, xã hội ngày càng phát triển là chính do sự chung tay góp sức xây dựng của toàn đảng, toàn dân ta. Và yếu tố quan trọng của sự phát triển một đất nước giàu đẹp chính là sự nỗ lực của từng cá nhân, gia đình, thôn, xã, huyện luôn đoàn kết gắn bó để phát triển văn hóa, kinh tế, tạo nên một xã hội văn minh và giàu đẹp. Chính bởi vậy, ngày hôm nay, được sự đồng nhất của các anh chị 1984 đã đến ngày đơm hoa kết trái, chính thức thành lập xây dựng Hội đồng niên 1984 nhằm tạo nên tổ chức vô cùng ý nghĩa để cùng nhau tạo nên nhiều việc làm thiện nguyện cùng với tiêu chí lá lành đùm lá rách. Hơn nữa, chúng ta sẽ có những buổi gặp mặt để cùng hàn huyên bên nhau với những câu chuyện sẻ chia để tiếp thêm động lực cho những ngày học tập và lao động tiếp theo được hiệu quả và thành công hơn nữa. Đặc biệt, chúng ta sẽ luôn cùng nhau cố gắng dưới sự lãnh đạo của các cấp chính quyền địa phương cùng xây dựng nông thôn ta ngày càng văn minh, phát triển hơn nữa. Đến dự với buổi liên hoan gặp mặt ngày hôm nay, chúng tôi xin được trịnh trọng và tuyên bố sự hiện diện của toàn thể quý vị khách quý. Xin được trân trọng và kính mời ông Đỗ Công Thuyền, cấp ủy thôn 5, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin được chúc mừng sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Vịnh, chi hội trưởng hội phụ nữ thôn 5, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
Hơn thế nữa, chính là sự hiện diện của toàn thể các thành viên trong hội đồng niên 1984 của thôn Hòa Thôn ngày hôm nay cũng đang có mặt tại đây để cùng tham dự sự kiện hôm nay. Hãy dành những tràng tay thật lớn tới sự hiện diện của toàn thể quý vị. Và thưa quý vị thân mến, giây phút này đây thì xin mời thì toàn thể quý vị, chúng ta hãy dành những tràng tay thật lớn để cùng chào đón sự hiện diện của ông Đỗ Văn Kiên sẽ trở về trung tâm sân khấu để có đôi lời phát biểu chúc mừng ngày thành lập hội đồng niên Giáp Tý 1984 đã chính thức ra đời. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều, trân trọng quý vị không ạ. Kính thưa ông Đỗ Công Thìn, cấp ủy chi bộ 5, kính thưa bà Nguyễn Thị Vịnh, chi hội trưởng hội phụ nữ thôn 5, kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các bạn đồng niên yêu quý của tôi, các bạn đồng niên sinh năm 1984 tuổi Giáp Tý. Hôm nay trong không khí đầm ấm thân thương này, lời đầu tiên đại diện cho hội, tôi xin được nồng nhiệt chào mừng quý vị đại biểu, các quý vị quan khách cùng toàn thể các bạn đồng niên đã tới đây dự buổi lễ ra mắt hội đồng niên Giáp Tý 1984 làng Hòa Thôn, xã Tam Hiệp. Chúc quý vị và gia đình luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta ngồi tại khu vực đây, tuy chúng ta sinh cùng năm 1984, nhưng mỗi người đều có những công việc của mình trong những cái lĩnh vực khác nhau. Có những người thì thành đạt và rất là thịnh vượng, cũng có những người lại chưa được như ý muốn, nhưng bỏ lại sau lưng tất cả những cái bộn bề của cuộc sống, những cái sự vất vả, ưu tư hàng ngày, chúng ta cùng về đây sum họp, giao lưu văn hóa văn nghệ, thắm tình đoàn kết với cái mong muốn các thành viên trong hội của chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, trong công việc, chia sẻ những khó khăn, vất vả và nhân lên những cái niềm vui, niềm hạnh phúc. Và đặc biệt chúng ta sẽ trở thành một cái tổ chức thật là đoàn kết, xây dựng quê hương làng Hòa Thôn chúng ta ngày một lớn mạnh và giàu đẹp hơn. Thưa các bạn, trong thời gian vừa qua thì với sự nỗ lực và quyết tâm tuyệt vời của ban liên lạc và sự hưởng ứng rất là nhiệt tình của tất cả chúng ta, cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, ngày hôm nay chúng ta chính thức ra mắt hội đồng niên Giáp Tý 1984. Mời các bạn, xin cảm ơn. Các bạn thân mến, tuy mới thành lập nhưng mà hội của chúng ta cũng đã tổ chức họp bàn và đưa ra những cái quy định, quy chế rất là rõ ràng, cũng như là đưa ra được cái phương hướng hoạt động cho những cái năm tiếp theo. Chúng tôi rất là mong rằng các bạn sẽ đồng hành và thực hiện để hướng đến một cái tương lai tươi sáng, để hội của chúng ta tuổi Giáp Tý 1984 ngày càng được gắn kết và bền chặt hơn. Một lần nữa, thay mặt các thành viên trong hội, tôi xin được cảm ơn các quý vị đại biểu, quý vị quan khách đã đến tham dự. Cảm ơn các bạn trong hội của chúng ta đã nhiệt tình ủng hộ cả về mặt tinh thần và vật chất, góp phần vào thành công trong buổi lễ ngày hôm nay. Và đặc biệt xin được cảm ơn các bạn trong ban liên lạc đã rất là nhiệt tình, rất chu đáo tổ chức buổi lễ thành lập hội đồng niên Giáp Tý 1984 ngày hôm nay. Mong các bạn sẽ làm tốt hơn nữa để hội của chúng ta ngày một phát triển mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, xin được chúc quý vị và các bạn của tôi ngày hôm nay liên hoan thật ngon miệng và hát hùa, hát hò, nhảy múa một cách sôi động và vui vẻ. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Cảm ơn. Vừa rồi thì chúng ta vừa lắng nghe với những lời phát biểu vô cùng ý nghĩa đến từ ông Đỗ Văn Kiên, đã đại diện cho hội, đã chính thức công bố hội 1984 của thôn Hòa Thôn của chúng ta đã chính thức ra đời. Và thưa quý vị thân mến, giây phút này đây thì xin mời thì toàn thể quý vị ạ, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ sự hiện diện của ông Đỗ Công Thìn, cấp ủy chi bộ 5, đại diện chi bộ và thôn dân cư, lên có đôi lời phát biểu chúc mừng hội đồng niên 1984. Kính thưa các quý vị khách quý, thưa toàn thể anh chị em hội viên hội đồng niên 1984 của làng Hòa Thôn,
hòa trong không khí vui mừng phấn khởi của chi bộ và nhân dân của toàn thôn đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và đặc biệt phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu để thôn chúng ta về đích nông thôn mới nâng cao và sẽ là cái xã nông thôn mới kiểu mẫu của huyện. Hôm nay tôi rất vui mừng được về dự buổi ra mắt và đi vào hoạt động của Hội đồng niên 1984 của làng Hòa Thôn. Thay mặt chi bộ thôn dân cư, tôi xin được gửi tới quý vị đại biểu khách cùng toàn thể anh chị em hội viên Hội đồng niên 1984 lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, với mong muốn giao lưu học hỏi và tăng tình đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, thì qua rất nhiều cuộc họp để đi đến thống nhất và đưa ra các quy chế hoạt động của hội. Hôm nay, Hội đồng niên 1984 long trọng tổ chức buổi ra mắt Hội đồng niên 1984 của làng Hòa Thôn. Hội đồng niên 1984 làng Hòa Thôn được khởi xướng và thành lập với số lượng thành viên ban đầu là 35 thành viên thuộc làng Hòa Thôn, cho thấy nét đẹp văn hóa của làng Hòa Thôn từ xa xưa tới nay, từng loạt tuổi sẽ có từng hội đồng niên. Đấy, và hội 1984 cũng đã xây dựng và cũng đi vào hoạt động. Thôn dân cư luôn ghi nhận những đóng góp của các anh chị em hội 1984 qua các sự kiện như lễ hội truyền thống tháng 3, rồi tới các phong trào của thôn nhà. Các anh chị em cũng đã chung tay cùng với quê hương Hòa Thôn từ nhiều năm nay, gánh vác các công việc chung cùng với chính quyền thôn. Chi bộ và thôn dân cư mong muốn Hội đồng niên 1984 sẽ là một sân chơi lành mạnh, gặp gỡ, giao lưu, tạo ra một kênh thông tin liên lạc giữa các thành viên của hội, kịp thời động viên quan tâm, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cùng nhau làm những điều có ích cho xã hội và tiếp tục chung tay xây dựng quê hương Hòa Thôn giàu và đẹp. Trước khi dừng lời, một lần nữa xin được kính chúc toàn thể quý vị khách quý cùng toàn thể anh chị em Hội đồng niên 1984 của làng Hòa Thôn có một sức khỏe tốt, gia đình an khang thịnh vượng. Chúc cho Hội 1984 luôn đoàn kết gắn bó để xây dựng hội vững mạnh. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt chi bộ và thôn dân cư thì cũng có lãng hoa gửi tới để chúc mừng ngày thành lập. Vâng, thưa quý vị thân mến, xin được trân trọng cảm ơn với những lời phát biểu vô cùng ý nghĩa đến từ ông Đỗ Công Thìn, cấp ủy chi bộ 5, đại diện cho chi bộ cũng như là cho thôn dân cư, đã có những lời phát biểu cũng như là những lời chúc vô cùng ý nghĩa tới Hội đồng niên 1984 của chúng ta sẽ luôn luôn được vững mạnh và phát triển hơn nữa. Và thưa quý vị thân mến, giây phút này đây thì xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Vịnh, chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn 5, sẽ trở về với trung tâm sân khấu để có đôi lời phát biểu tới toàn thể quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Hãy dành những tràng tay thật lớn để cùng chào đón bà Vịnh được không quý vị? Cảm ơn quý vị rất nhiều và trân trọng kính mời bà. Vâng, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thay mặt cho cấp ủy, kính thưa tất cả các ông bà đại diện cho các đoàn thể về dự buổi gặp mặt đầu tiên và cũng là ngày thành lập hội đồng niên 1984. Lời đầu tiên cho tôi xin phép được chúc các đồng chí lãnh đạo đảng chính quyền địa phương cùng các đồng chí, các ông các bà đại diện cho các đoàn thể lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công, chúc buổi ra mắt hôm nay thành công rực rỡ. Rất là vinh dự tôi được đại diện cho các đoàn thể của thôn Hòa Thôn cũng về dự buổi thành lập hôm nay, cũng có một đôi lời là cũng mong rằng tất cả hội đồng niên nam nữ của hội 1984 chúng ta cũng rất là vinh dự được thành lập, cũng như là chúng ta cũng rất là muộn, nhưng mà muộn còn hơn không. Chúng ta cả nam cả nữ lần đầu tiên của thôn Hòa Thôn của chúng ta là thành lập cả vợ cả chồng, cả nam cả nữ. Đấy là một cũng đấy là một cái là mới mẻ, cho nên là cũng rất là tốt đẹp. Cũng mong rằng tất cả hội của chúng ta đồng tâm nhất trí và chúng ta đoàn kết để chúng ta giữ vững cái hội 84 của chúng ta.
nhưng cũng phải nói là thành lập thì rất là dễ, nhưng cái giữ được mới là khó. Ta đẻ thì đẻ được ra rất nhiều con, nhưng ta giữ được đứa con, nuôi được đứa con trưởng thành thì mới là thành công của chúng ta. Tôi khẳng cổ quá. Thì cũng mong, cũng có một đôi lời chúc tất cả các cháu là chúng ta đoàn kết xây dựng một cái hội của chúng ta, là cũng như là một ngôi nhà chung, thật đoàn kết để chúng ta xây dựng nó lớn mạnh hơn nữa. Và cũng xin được chúc tất cả đại gia đình các cháu là luôn luôn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Và buổi thành lập, ra mắt thành lập hôm nay thành công rực rỡ. Tôi xin hát. Xin được trân trọng cảm ơn với những lời phát biểu vô cùng ý nghĩa đến từ bà Nguyễn Thị Vịnh, chi hội trưởng Hội Phụ Nữ Thôn Năm rất nhiều. Và thưa quý vị thân mến, Huyền Trang nghĩ rằng với những lời chúc mừng rất là đáng giá đến từ ba vị đại diện đã dành tặng tới chi hội của chúng ta ngày hôm nay, thì hy vọng rằng hội 1984 của chúng ta sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, lớn mạnh hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng chung tay góp sức xây dựng ngôi nhà chung để làm sao hội của chúng ta sẽ làm được thật nhiều những việc thiện nguyện. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ tiếp thêm thật nhiều động lực để chúng ta xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh. Bằng một trong tay thật lớn từ toàn thể quý vị, được không ạ? Và thưa quý vị thân mến, ngay bên khán đài của Huyền Trang đứng cạnh đây đã hiện diện với những lãng hoa tươi thắm đến từ sự hiện diện của cô Nguyễn Thị Vịnh, đại diện cho Hội Phụ Nữ Thôn Năm, sẽ trở về trung tâm sân khấu để có lãng hoa tươi thắm dành tặng cho hội. Và xin được trân trọng kính mời anh Nguyễn Tiến Quỳnh sẽ đại diện cho hội để lên để nhận hoa. Vâng ạ. Và thưa quý vị thân mời, hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng, được không ạ? Cảm ơn lãng hoa tươi thắm đến từ Hội Phụ Nữ Thôn Năm rất nhiều. Cảm ơn cô Vịnh rất nhiều ạ. Sẽ là lãng hoa tiếp theo đến từ ông Đỗ Công Thìn, chi ủy viên, sẽ có lãng hoa tươi thắm để dành tặng tới hội của chúng ta ngày hôm nay. Và cũng xin được trân trọng kính mời anh Nguyễn Tiến Huân sẽ vui lòng trở về trung tâm sân khấu để đón nhận lãng hoa. Thưa quý vị thân mến, tất cả chúng ta đang sống dưới sự lãnh đạo của Đảng, của nhà nước. Vâng ạ, chính bởi sự lãnh đạo vô cùng là tuyệt vời. Quý vị thân mến, hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để cùng cảm ơn với lãng hoa vừa rồi, được không quý vị? Và thưa quý vị thân mến, sẽ là lãng hoa tiếp theo đến từ tình cảm của sự kiện mạnh chiến ngày hôm nay, cũng sẽ trở về với trung tâm sân khấu để cùng tặng hoa dành tặng tới hội 1984 của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Xin được trân trọng kính mời anh Chiến ạ. Thưa quý vị thân mến, sự kiện mạnh chiến chính là một sự kiện vô cùng lớn, vô cùng uy tín trong lòng dân. Không những là quê hương Phúc Thọ chúng ta, không những là đã có sự uy tín trong lòng dân, hơn thế nữa thì quê hương Hà Nội cũng như là tất cả Việt Nam ta cũng đã đến biết đến sự kiện mạnh chiến với lòng nhiệt huyết, nhiệt tình, với dàn âm thanh vô cùng chuyên nghiệp và bộ phận chuyên nghiệp để phục vụ tới sự kiện, các sự kiện lớn nhỏ của trong nước chúng ta. Xin được trân trọng cảm ơn lãng hoa tươi thắm đến từ sự kiện mạnh chiến rất nhiều. Và xin được chúc cho sự kiện mạnh chiến sẽ luôn luôn phát triển, sẽ luôn luôn là nơi tin tưởng, trao gửi sự tin yêu dành tặng tới toàn thể quý vị. Vâng ạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thưa quý vị thân mến, giây phút này đây có lẽ rằng là xin được trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Tiến Quỳnh và anh Nguyễn Tiến Huân, cũng như là cảm ơn ban liên lạc trong ban tổ chức cũng đã luôn luôn là cầu nối yêu thương để ngày hôm nay sự hiện diện của toàn thể quý vị khách quý, cũng như là sự hiện diện của toàn thể các anh các chị trong hội đồng niên 1984 cũng đã không quản ngại trời mưa to gió lớn để có mặt tại đây cùng tham dự một sự kiện vô cùng quan trọng, đó chính là lễ ra mắt thành lập hội đồng niên 1984 của làng Hòa Thôn chúng ta. Hãy dành thêm những tràng tay thật lớn để cùng chúc mừng, được không quý vị? Cảm ơn quý vị rất nhiều.
mến, giây phút này đây có lẽ là giây phút tuyệt vời nhất, trang trọng nhất, ý nghĩa nhất mà quý vị đang rất mong chờ. Đó là xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng khui bia, khui rượu và cùng khui nước ngọt để chúng ta sẽ cùng cụm ly, cùng rô lên những tiếng to, tiếng rô to, 2-3 rô và 2-3 chúc mừng hội 1984 được không quý vị? Ngày càng phát triển được không ạ? 2-3 rô và 2-3-1984 phát triển được không quý vị? Vâng ạ. Và thưa quý vị thân mến, lúc này đây thì Huyền Trang nghĩ rằng là Huyền Trang sẽ nhờ tới một anh một tiếng hô rô thật là to hơn Huyền Trang đi. Vâng, em nhờ anh Quỳnh sẽ là cầu nối yêu thương để tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng giơ cao tay những chén rượu, những chén bia và những ly nước ngọt của chúng ta được không quý vị ơi? Nhà mình ơi, sẵn sàng chưa? Ra bia ra rượu đi ạ, chúng ta có 5 giây để ra bia ra rượu ra nước ngọt ạ. Vâng ạ, chương trình còn kéo dài, rất là dài. Bởi vậy mà ngày hôm nay chúng ta không say là không về. Những lời chúc ý nghĩa này có lẽ rằng chính là động lực tuyệt vời để chúng ta sẽ có những ngày học tập và làm việc thật nhiều năng lượng hơn rất nhiều, hiệu quả hơn rất nhiều. Giây phút này đây thì xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Nguyễn Tiến Quỳnh được không ạ? Hôm nay là ngày thành lập của hội Giáp Tý 1984. Và bây giờ xin mời tất cả các khách mời và các bạn, chúng ta hãy cùng nâng ly lên. Các bạn ơi, đứng lên nhá. Mình cùng vui lên nào. 1, 2, 3 2, 3 2, 3 1, 9, 8, 4. Chăm một chăm nhá, các bạn ơi. Vâng ạ, xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng cạn ly. Và xin mời quý vị ạ, chúng ta sẽ cùng tự nhiên dùng tiệc. Hãy dành tặng cho nhau những lời chúc ý nghĩa nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Để sau buổi gặp mặt vô cùng ý nghĩa này thì quý vị chúng ta sẽ luôn luôn ý thức rằng đây chính là ngôi nhà chung, ngôi nhà thứ hai để tất cả chúng ta sau những ngày làm việc mệt mỏi sẽ quy tụ về đây để cùng chung tay góp sức tạo nên những việc làm thiện nguyện vô cùng ý nghĩa và cùng dành tặng cho nhau những lời chúc ý nghĩa để chúng ta sẽ có những ngày tháng làm việc và học tập tiếp theo sẽ tràn đầy năng lượng. Một lần nữa, chúc cho toàn thể quý vị chúng ta sẽ có một bữa tiệc thật ngon miệng bên những người thân yêu của mình. Yeah!
Tuyệt vời quá, và sẽ là những ca khúc ngay sau đây được order tới bộ phận âm thanh ạ. Gọi cho chúng mình máy đi. Hầu hết tất cả các anh chị ở đây thì em thấy là đều là những người đều có của ăn của để, đúng không ạ?
Và hy vọng rằng tất cả các chú chuột vàng, chuột bạc, chuột ngọc của chúng ta ở đây luôn luôn là giàu có, phát triển và luôn luôn hạnh phúc ạ. Một tràng vỗ tay thật lớn để dành tặng cho chúng ta được không ạ? Vâng ạ, cảm ơn các anh các chị rất nhiều. Em thấy rằng là ở đây hội tụ rất nhiều những giọng ca vàng, rất rất nhiều những giọng ca tuyệt vời, ngọt ngào. Chính sự hiện diện của những cái giọng ca đó để dành tặng tới toàn thể quý vị ngày hôm nay. Và giây phút này đây thì có lẽ rằng sẽ thay đổi bầu không khí một chút. Chúng ta sẽ đan xen với những ca khúc nhạc đỏ, nhạc trẻ, dân ca trữ tình, nhạc vàng. Tất tật tật những cái dòng nhạc sẽ được đan xen trong buổi chiều ngày hôm nay. Đề nghị các bạn cho một tràng pháo tay. Còn mình đã yêu cô, mặt hồ lá xa xưa, nhưng con đường vắng sương mờ. Từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm, để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Và thân ngoài trời đêm gió lạnh, giật mình nhớ tới anh. Hãy chờ em anh nhé, và hãy cho nhau sát đài. Thu hồn như bất ngờ, ngọt ngào để trái tim vui em, để nỗi đau triền miên, từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi ướt lệ. Còn vẫn ta nhìn nhau, hẹn ngược cho ngày sau. Chọn đời mình bên nhau đi nghe anh tình yêu. Vì chính em mà thôi, yêu anh mất rồi, giấc mơ dành cho nhau tiễn anh đồng tiền giang ngời. Trân trọng cảm ơn các anh các chị rất nhiều. Cảm ơn anh Quỳnh rất nhiều. Vâng ạ, thưa quý vị thân mến, sẽ là nhạc phẩm tiếp theo. Một lá thư âm nhạc cũng đã đăng ký với Huyền Trang. Xin mời đôi song ca tiếp theo ạ. Xin mời đôi song ca tiếp theo. Em xin mời anh chị với một ca khúc song ca tiếp theo đang ngồi ở vị trí nào ạ? À, đã chọn anh áo trắng. Vâng, chị bạn gặp nhau trong rừng mơ nhé. Đó, chọn ngay anh áo trắng để vào rừng mơ ạ. Vâng ạ, vào rừng mơ bắt con tưởng bở ạ. Em mời anh. Mặt trời hồng trên xuống chờ lại một thì với em, xuống chờ với em, anh
nơi khốn ngô ghê. Vâng ạ, vừa rồi là các anh các chị dắt nhau vào trong rừng mơ. Bây giờ thì các anh các chị này ra bên ngoài để còn gọi là đang cô đơn quá, chim trắng mồ côi ạ. Vâng ạ. Ủa thế em thấy anh nào giơ tay đều chưa có người yêu là thế nào? Hy vọng rằng là sau cái buổi gặp mặt hôm nay thì những ai cô đơn là sẽ có người yêu. Vâng ạ. Ai có vợ thứ nhất thì có tiếp vợ thứ hai. À thôi đừng, em đùa thế thôi ạ. Chỉ một vợ một chồng chung thủy với nhau là hạnh phúc nhất đúng không ạ? Vâng ạ, xin mời đại gia đình chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm tiếp theo, Chim trắng mồ côi. Em xin mời trai xinh gái đẹp nhà mình đâu? Em mời anh chị ạ. Để tiếp nối chương trình văn nghệ hôm nay, Thanh Thảo với Ngọc Sơn sẽ gửi tới tất cả nhà một ca khúc Chim trắng mồ côi. Xin cả nhà một tràng vỗ tay thật lồng nhiệt đi ạ. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều ạ. Cho cây trái trổ bông, tình em như lúa răng trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, em cánh cò anh chim sáo mồ côi. Phù sa chung đắp chia đôi bờ, anh bên bồi em bên nỡ mong chờ. Thương nghe câu mãi đời điều đi tình xa, vẫn là không chờ nhau khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau. Trăng sắp tàn trôi xa nơi bên đầu, chim sáo bay xa mãi không về. Em vẫn chờ nơi đây bên lỡ, rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ. Con cá vô trên đời, cảm ơn tất cả các bạn.